Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson vào ngày hôm nay đưa ra những tuyên bố cứng rắn đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Ông Tillerson đang có mặt tại Hàn Quốc, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Á, một chuyến thăm được chú ý vì các nước châu Á đều đang chờ đợi để hiểu thêm về chiến lược của Mỹ với các vấn đề đang nổi lên ở châu Á-Thái Bình Dương. Tại Hàn Quốc, phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ nhằm vào Bình Nhưỡng. Cho phép tôi nhấn mạnh rằng chính sách kiên nhẫn chiến lược đã hết. Chúng tôi đang nghiên cứu một loạt các biện pháp ngoại giao, an ninh và kinh tế. Nhưng nếu Triều Tiên gia tăng mối đe dọa tới mức độ Mỹ thấy cần thiết phải hành động, thì lựa chọn quân sự sẽ được đặt ra. Về phần mình, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-se cũng khẳng định Seoul và Washington có chung mục tiêu là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Ông Yoon Byung-se cũng nhấn mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối mà Hàn Quốc đang triển khai chỉ nhằm tự vệ trước Triều Tiên, chứ không nhằm vào bất cứ quốc gia nào khác. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang có chuyến công du ba nước Đông Bắc Á đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng trước. Chặng dừng chân tiếp theo của ông Tillerson sẽ là Trung Quốc. Dự kiến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng là nội dung chính trong các cuộc thảo luận tại Bắc Kinh.